Sau cái top 12E chèo của HQ Esports tại Free Fire World Series 2022 Bangkok, Thái Lan thì người hâm mộ cũng như là cộng đồng họ có những cái nhận xét đánh giá như thế nào, họ cái phản ứng của họ đối với cái thất bại lần này của HQ Esports là như thế nào? Chúng ta cùng điểm qua một vài cái comment nhé anh em. Đầu tiên thì xuống dưới cái phần comment của Huyền Thoại Sinh Tồn thì sẽ có những cái comment mang tính chất thẳng thắn nói thật, bị outing quá rồi, Việt Nam giờ thành khu vực yếu nhất thế giới sao? Nói an ủi một chút thì Việt Nam chỉ mạnh hơn bây giờ, chắc là chỉ còn mạnh hơn đúng Đài Loan và LGDS. Nhưng mà có một cái sự thật là Đài Loan từ lâu rồi không góp mặt trong chung kết Free Fire World Series. Cho nên bây giờ bảo là Việt Nam thành khu vực yếu nhất thế giới, thì cũng đúng. Ừ, không sai. Ai bảo HQ đứng cuối bảng? Ok, nhìn theo cái góc độ này thì HQ đúng là không đứng cuối bảng thật. Họ đứng top 1 theo góc nhìn như thế này cũng như là đứng top 1 trong lòng người hâm mộ cũng như là trong lòng của huấn luyện viên. Giữa năm Vgaming top 6, Flash top 10 bị chính những thành phần fan của HQ chửi như gì, kêu bắn quốc tế kém để HQ bắn thì kết quả tốt hơn. Và đây là kết quả tốt hơn, bọn nó nói là đúng là người Việt Nam mình không có dở. Nói nhỏ thôi, không mấy cháu xảy nành tạch bây giờ. Nói chuẩn VL, hôm nay không thấy fan HQ vào chửi, ok. HQ vô địch, mà lại dưới đáy xã hội. Bruh. Còn qua trong phần comment ở bên kênh YouTube của Huyền Thoại Sinh Tồn thì chúng ta sẽ có những gì? Không phải HQ yếu đi mà là trình các đội tuyển khắp thế giới đang mạnh lên, trình Việt Nam vẫn thế. Chán, ok, chuẩn. Kể từ sau khi mà không còn tay to buổi tối cũng như là việc những cái giải Pro Scrim, nó không còn tính chất cạnh tranh. Các đội tuyển cũng không còn hối thúc nhau quá nhiều để phát triển kỹ năng cũng như là tập trung vào phần cải thiện chất lượng chuyên môn, nâng cao kiến thức, ý thức người xem Free Fire Esports Việt Nam cũng như là cập nhật meta, thì dường như là cái trình độ của Việt Nam vẫn đang bị thụt lùi. Và cái điều điển hình nhất đó là việc Việt Nam của chúng ta đã bị những đội tuyển mà chúng ta từng xem như là ATMQ di động tầm này một năm trước, như là MCP, bây giờ là MCPS, các team ở Pakistan và thậm chí là các team khu vực MENA thì đều bây giờ đều đã bắt kịp và vượt lên so với Việt Nam của chúng ta. Lần này có lẽ là bài học quá đắt giá đối với HQ và cả Flash. Nhưng theo cá nhân tôi nghĩ ta nên nhìn nhận về vấn đề trình của Việt Nam so với thế giới, chuẩn lắm bạn ạ. Một năm không có gì khởi sắc của Việt Nam, team giải tán, team thiếu người, team out Big Six Free Fire World Series thì kết quả xấu nhất từ trước đến giờ, ok bạn. Một cái kết quả là vĩ mãn dành cho Free Fire Esports Việt Nam và dành cho những con người đóng góp vào đấy. Qua trận chung kết này, fan Việt Nam phải thừa nhận hai điều. Thứ nhất, EVOS nói riêng, Thái Lan nói chung, quá là ao trình. Ba chức vô địch thế giới, một chức vô địch châu Á, Việt Nam có gì và xếp hạng như nào chắc tôi không cần nói. Thứ hai, đội tuyển Việt Nam yếu. Bây giờ cả khu vực MCPS, Pakistan giờ cũng không yếu như trước và cũng dần mạnh lên. Mà Việt Nam vẫn thế, không có gì. Và các fan nhí bớt thể hiện độ kém hiểu biết của mình đi. Bảo đấu muộn này nọ, tao xin lỗi, chắc là Flash với HQ sang Thái trước cả tuần chỉ để làm quen múi giờ. Rồi nói thế bọn châu Mỹ chả cười cho, phải thừa nhận giờ Việt Nam yếu. Ok bạn, tuyệt vời luôn. Và cũng có một số ý kiến cho rằng là cái thất bại này của HQ Esports không nên đổ lỗi hoàn toàn, không nên đổ trách nhiệm hoàn toàn lên các tuyển thủ mà thay vào đấy huấn luyện viên của HQ Esports. Huấn luyện viên trên danh nghĩa của HQ Esports tại Free Fire World Series lần này, tức là bán gấu, cũng nên chịu trách nhiệm với cái thất bại lần này của cả đội. Cụ thể thì có một cái post với nội dung như sau. Dù đây chỉ là cái góc nhìn chủ quan, nhưng nó nói đúng phần nào đối với cái đóng góp của huấn luyện viên HQ Esports, cũng như là dành cho nền Free Fire Esports Việt Nam nói chung. Hắn ta không xứng đáng với cái mác huấn luyện viên, không xứng đáng làm người đi trước dẫn dắt team khi trình độ chuyên môn chỉ bằng con số 0. Hắn ta chỉ là một kẻ làm tiền để quảng cáo vớ vẩn cho HQ, chỉ biết ăn chơi khi biểu hiện đó chính là không có sự chuẩn bị cụ thể nào liên quan đến chiến thuật hay tập luyện kỹ càng để chuẩn bị cho hành trang cho giải đấu. Các bạn thấy sao chứ tôi thấy hắn ta là tâm điểm cho sự sụp đổ của Free Fire Esports Việt Nam, một nỗi ô nhục của cộng đồng bấy lâu nay nhưng thấy rõ nhất là sau kỳ Free Fire World Series vừa qua. Và có lẽ tôi không cần phải nói quá nhiều về cái tâm điểm mà căn chủ post này muốn nhắm đến là ai. Lời cuối video thì mình cũng muốn chúc mừng cho EVOS Phoenix khi mà đã lên ngôi vô địch quá cảm xúc ngay trong những giây phút cuối cùng để giành được cái chức vô địch Free Fire World Series thứ 2, qua đó khẳng định cái sự thống trị của khu vực Thái Lan trên nền Free Fire
thế giới. Còn anh em đánh giá sao về những cái lời nhận xét ở trong cái video này? Có những cái lời nào mà anh em thật sự để ý hay không thì cho mình biết ở dưới phần comment nhé.